Dạ. Lên đất nhà. Hướng dẫn làm nghề này thôi. Không có, con đi mới làm đó chứ. Dạ. Ở Việt Nam anh ở tỉnh nào? Và các bạn đã trở lại với kênh Người Viễn Xứ. Và hôm nay nhà mình có làm lại cái sân. Và có mấy anh người Việt Nam đến để làm ở đây. Và mình cũng xin quay vài hình ảnh gửi đến anh chị và các bạn xem ngày thợ hồ của người Việt ở Mỹ mình bên đây như thế nào nha. Rồi xin mời anh chị và các bạn cùng theo dõi video nha. Em nghe nói chiều nay mưa. Chiều 12 giờ 1 giờ mưa cho tới thứ 6 luôn á. Dạ. Mưa mỗi ngày á. Để em đi ra lấy cái bucket. Anh này chuyên về đóng hàng rào ha, đóng lan can ha. Người mễ. Hàng rào này mình có để về là sơn, sơn màu gì á? Màu trắng luôn. Trắng. À. Đây là một xe làm vườn của chú nữa nè. Sáng này làm ở đâu chú? Ở này làm mình làm riêng chốt của mình. Dạ. Bữa nay anh đi làm vườn hay là làm nhà? Bữa nay làm đi giờ dọn lên nắp nhà. Dạ. Lên nắp nhà. Ok, được rồi. Lên nắp nhà xong rồi làm nhà luôn. À, đây là chú Mỹ ha. Để thêm một chiếc nữa. Được rồi. Một xe cây luôn. Đưa trong nhà đứa nào đâm say tình yêu mến em sẽ còn nhớ chuyện ngày xưa và mai mốt anh đành xa. Quay không phải hỏi ý kiến anh Mỹ làm ngày này được bao lâu rồi? Anh Mỹ làm nghề này được bao lâu rồi? Anh hả? Không lâu, không mau. Biết làm sơ sơ thôi, đừng làm gì nữa. Ai kêu làm gì làm đó. Dạ. Yeah. Cái này chú đưa lên Facebook là chết mình luôn á. Chú đưa lên Facebook thôi. Làm kỷ niệm. Luôn á.
anh này đang lóc gạch đây. Chú tên gì? Dạ chú Thương Bình. Thương Bình hả? Ủa, Thương bao nhiêu tuổi hả? Kêu là chú hay anh đây. 57 rồi. 57 hả? Thôi kêu anh đi cho trẻ. Ở đó, ở Việt Nam ở chỗ nào? Ở Bạc Liêu. Ở Việt Nam ở chỗ nào? Dạ. Ở Bạc Liêu á, tỉnh Bạc Liêu á. Dạ. Làm nghề này hơi cực nhưng mà cũng tự do ha. Giờ đi làm hãng thì lệ thuộc thời gian quá. Nhưng mà nó căn bản. Dạ. Nó không có nó có việc làm gì đều đều. Dạ. Đều cái không lấy ghế. Nó có ai làm cũng có ai nghỉ. Nó không ổn định. Dạ. Mình qua đây lâu chưa? Ồ, qua đây 4 năm rồi. 4 năm rồi. Ở bển anh cũng vẫn làm nghề này hả? Đâu có, qua đây rồi mới làm đấy chứ. Dạ. Ở Việt Nam anh ở tỉnh nào? Ở quận Tân Bình á. Ồ, quận Tân Bình. Sân bay Trần Thế Nhất á. Dạ, dạ, dạ. Bên đó là lái xe ông Ba Lân. Dạ. Lái xe ở Bà Lăng hả? Ờ. Dạ. Mày mày làm ở nhà nước. Dạ. Làm ở bệnh viện Thống Nhất á. Dạ. Bệnh viện Thống Nhất. Xưa đó là bệnh viện của vợ ông Thiệu á. Dạ. Bệnh viện gì vậy em? Dạ. Bệnh viện Thống Nhất thì bây giờ là bệnh viện của cán bộ nằm cao cấp ở không á. Em cũng có chở khách vô trong đó được đâu một hai lần gì đó. Dạ. Nhưng mà lúc này kinh tế thị trường, kinh tế thị trường ra nó cũng mở cho dân đồ vô ở hết rồi, vô khám hết rồi. Dạ. Anh đi mới làm cái nghề này. Dạ. Chứ còn ở bên đó thì lái xe. Dạ. Như là làm từ năm 90. Dạ. Năm 90 đến năm 2016 á, nhỏ gái bảo lãnh á. Dạ. Mới làm đơn xin nghỉ á. Dạ dạ. Làm 26 năm. Dạ. Coi như là mình đụng nóc hết trơn rồi. Dạ. Nhưng bây giờ nó không xếp hạng mình vô đâu được hết trơn. Cái gì mình cũng vượt hết rồi. Dạ. Bảo hiểm y tế 20 năm, bảo hiểm xã hội cũng 20 năm. Dạ. Mà mình nó là vượt ngưỡng hết rồi. Dạ. Tới lúc đó anh có lãnh được tiền hưu không? Đó, lãnh nó giải quyết cho lãnh một lần. Dạ. Lãnh một lần là có hai trường hợp. Cái thứ nhất là mình đi định cư nước ngoài không còn ở Việt Nam. Dạ. Cho lãnh một lần. Dạ. Thứ hai là bệnh nghề nghiệp á. Dạ. Bệnh coi như là khó trị á. Dạ. Đó là coi như nó cho mình lẫn một lần. Tại vì là cái hưu á 60 tuổi á là nó mới cho mình về hưu. Dạ. Về hưu rồi lúc đó mới lẫn hàng tháng. Dạ. Yeah.
Dạ hả? Dạ. Ủa hôm nay về rồi đó. Có em bé hả? Đâu về được đâu. Định về sanh em bé rồi. Rồi về luôn. Ủa bà xã làm gì? Dạ làm. Và video clip mình cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt anh chị và các bạn nha.